Từ kết quả trinh sát, ngày 15 tháng 4, Công an huyện Di Linh đã bất ngờ kiểm tra hành chính một hộ dân tại xã Đinh Lạc và phát hiện 9 thanh niên từ các tỉnh Nam Định, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Thái Bình và thành phố Hải Phòng đang tụ tập tại đây. Tiến hành xác minh nhanh, xác định trong nhóm 9 thanh niên có 2 đối tượng, Nguyễn Cao Cường và Nguyễn Ngọc Hải đang có lệnh truy nã của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối tượng Trần Minh Vũ đang có lệnh bắt bị can để tạm giam của Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tội gây rối trật tự công cộng. Ngoài việc tạm giữ 9 đối tượng để làm rõ, lực lượng công an cũng thu giữ một khẩu súng côn, một hộp tiếp đạn bên trong có 6 viên đạn và một viên đã lên nòng, cùng 18 viên đạn rời, 2 bình xịt hơi cay và 15 dao lê mã tấu các loại. Công an huyện Di Linh đã tiến hành lập biên bản vụ việc, lấy lời khai những người liên quan để xử lý, đồng thời bàn giao 3 đối tượng Cường, Hải và Vũ cho Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xử lý theo thẩm quyền.